Minna san konnichiwa. Nhân Hoa Sen xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đây cùng với Nhung để chúng ta đi tới một bài học mới. Đầu tiên chúng ta sẽ theo chân một người, chúng ta đi tới với lại nhà ăn Shokudo Ekita. Tôi đã đến nhà ăn rồi đây. Menu ata từ sẵn hà rưng. Có là rất nhiều món ở trong cái menu này, như là ramen, tempura, kyo ramen kimeta. Nhưng mà hôm nay tôi đã quyết định là đó chính là món mì ramen. Vậy chúng ta sẽ có một câu ramen nishimasu. Hôm nay chúng ta đi tới với một ngữ pháp để chúng ta có thể hiểu được ramen nishimasu là gì. Cấu trúc ngữ pháp chúng ta có danh từ sẽ đi với nishimasu, veru koto nishimasu, venai koto nishimasu. Có nghĩa là chọn một quyết định danh từ, chọn hay là quyết định làm v, hoặc chọn hoặc là quyết định không làm v. Cách dùng đó chính là dùng để biểu thị ý chí quyết làm hay không làm một cái gì đó. Và dùng cho ngôi thứ nhất đó chính là tôi dành cho bản thân mình. Ví dụ như lúc nãy chúng ta đã chọn món nào nào? À, ramen nishimasu. Còn ở đây, đây là Resu Tô Hoàng Đế ở tại một nhà hàng. Các bạn có thể nhìn thấy cô gái này đã quyết định món gì đấy? À, món shabu shabu. Vậy tôi chọn món shabu shabu, tôi quyết định món shabu shabu. Vậy chúng ta sẽ nói là shabu shabu. À, shabu shabu là danh từ, cho nên chúng ta sẽ dùng với nishimasu. Shabu shabu nishimasu. Còn người đàn ông này hashtag là từ ngày mai đã quyết định là không hút thuốc. Vậy chúng ta có động từ hút thuốc tabako suimasu. Không hút thuốc sẽ là suwanai cộng với lại koto nishimasu. Chúng ta sẽ có câu hashtag là tabako suwanai koto nishimasu. Từ ngày mai tôi quyết định là sẽ không hút thuốc nữa. Còn cậu bé này thì lại quyết định từ ngày mai sẽ quyết định là bơi. Chúng ta có động từ bơi là oyogimasu. Oyogimasu chúng ta sẽ chia thành oyogu cộng với koto cộng với nishimasu. Chúng ta sẽ có câu ashita kara oyogu koto nishimasu. Tôi đã quyết định là từ ngày mai sẽ bơi. Tôi chọn là từ ngày mai tôi sẽ chọn là tôi đi bơi. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ những link bài tập ở bên dưới để có thể luyện lại được nhiều hơn một ngữ pháp ngày hôm nay. Hãy minasan sayonara mata hai maso.